Hello, xin chào cả nhà. Đó chỉ là hư danh thôi cả nhà ơi, quan trọng là kiếm được bao nhiêu tiền thôi, còn chức danh thì không quan trọng lắm. Hôm nay Nhân sẽ làm gì ta? Cập nhật hạ tầng của Bella Vista. Thì bây giờ Nhân sẽ dẫn cho cả nhà mình đi lại một vòng nữa. Hôm đi rồi, bữa nay đi kỹ hơn xíu nữa nha cả nhà. Thì bây giờ nếu như nhìn sau lưng Nhân là bên đây là cái lốc, hiện tại là công ty đã bán hết rồi. Thì công ty cũng đang làm hạ tầng để trả lại cho những cái vị khách hàng lúc trước đã mua. Còn bên đây thì cũng sau lưng của cả nhà luôn là bên công ty cũng đang tiếp tục làm cái hạ tầng để giao cho khách hàng. Thì khi mà quý vị khách hàng mua tại khu Bella Vista thì nó rơi vào tầm khoảng từ ngày mình ký hợp đồng nguyên tắc với công ty, trong vòng 3 tháng sau là sẽ trả hạ tầng, trả mặt bằng những cái lô đất mình đã mua cho tất cả quý vị khách hàng. Và trong cái điều khoản đó thì có cam kết trong hợp đồng luôn nha cả nhà. Rồi. Bây giờ thì Nhân sẽ kể cho cả nhà mình một câu chuyện là Nhân mới tiếp một cái anh khách hàng luôn, nhà ở đường gì đó không nhớ, nhưng mà ở quận Bình Thạnh trên thành phố Hồ Chí Minh. Thì ảnh đầu tư thì Nhân không có tiện nói ra cái khu mà ảnh đầu tư. Thì ảnh mua cái khu đó với cái giá là mình tính mét vuông thôi nha cả nhà, là 9,5 triệu một mét vuông. Thì 9,5 triệu một mét vuông là ảnh mới mua thôi, mới mua nó rơi vào tầm khoảng chưa được 2 tháng nữa thì ảnh bán lại 10 triệu một mét vuông, là ảnh lời được 500.000 một mét vuông. Nhưng mà cái lô đó nó chỉ có 6 mấy mét vuông thôi, là lời được khoảng hình như là 30 mấy triệu đó. Thì ảnh cũng bán luôn, thì ảnh mới đi mua một cái lô mới cũng ở trong khu đó luôn. Nhưng mà khi ảnh mua là ảnh mua với cái giá mét vuông 11.500.000 một mét. Thì tính ra ảnh bán lô kia rồi ảnh mua lại lô này là ảnh lỗ tới 1,5 triệu một mét vuông. Thì cái lô này cũng nhỏ luôn, cái lô này bằng lô kia. Thì nói tóm lại là ảnh lỗ 1,5 triệu một mét vuông. Thì cái đó là do mình không cẩn thận, và thứ nhất, và thứ hai là do ảnh mua quá gấp đi. Thì khi các bạn lúc trước mà bán cho ảnh đó là nói chung là cũng như anh em rồi, cũng khá là thân. Và khi bán cho ảnh thì trong vòng 1 tháng sau là bán lại có lời, thì tiếp tục bán lô đó rồi và mua lại lô kế tiếp thì cũng cái bạn đó bán luôn. Nhưng mà các bạn sale đó bạn sai ở chỗ là tại sao? Tại vì bạn bán cho người ta có 10 triệu thôi, nhưng mà bắt người ta mua lại với cái giá là 11,5 triệu một mét vuông. Thì cái đó là khách hàng tính ra họ mua đầu tư nhưng mà lỗ chứ không có lời. Thì cái sai lầm lớn ở đó. Thì từ cái chỗ đó là bạn không giữ được khách nữa. Thì lúc này anh khách hàng đó mới liên hệ lại với Nhân để Nhân tư vấn cho một cái khu khác. Thì Nhân có một cái hướng giải quyết cho ảnh là bây giờ anh mua bên đây cái lô 5/17 là với cái giá 500 triệu thôi. Thì Nhân cam kết với anh trong vòng 1 tháng thì anh bán lại cái lô đó anh sẽ lời 50 triệu. Thì bây giờ anh sẽ bỏ cọc cái lô bên kia, bỏ cọc 50 triệu của lô bên kia để ảnh mua lại lô này. Thì trong vòng 1 tháng sau là lời 50 triệu là đắp qua, tức là ảnh nó sẽ về vốn đó. Nhưng mà cái lợi thế của anh là được gì? Ảnh không có bị chôn vốn. Còn nếu như ảnh không chịu bỏ cọc cái lô bên kia mà ảnh quyết định mua lô bên kia thì nó cũng ok thôi, và nó cũng lời. Nhưng mà thời gian quan trọng nhất là cái thời gian. Và nếu như muốn bán lại lô đó mà có lời được 50 triệu hoặc là 100 triệu thì đợi ít nhất phải 1 năm sau mới bán được. Thì từ lúc đó anh sẽ bị chôn vốn, anh chôn cái vốn ở đó nó rất là lâu. Còn nếu như ở đây thì trong vòng 1 tháng thì anh có thể lấy được cái tiền mà anh lỗ ban đầu là 50 triệu luôn nha cả nhà. Thì đó là một cái hướng giải quyết rất là tốt cho anh, cho nên là anh đồng ý của anh rất là hoan nghênh Nhân. Không phải là Nhân nói một cái gì đó tốt để mình bán hàng, nhưng mà thật sự một cái sai lầm rất lớn của bạn sale đó là không có đem lại cái lợi nhuận cho khách hàng, cho nên là khách hàng sẽ từ bỏ anh đó. Rồi. Và bây giờ thì Nhân sẽ trở lại khu Bella Vista và Nhân dẫn cho cả nhà mình đi tham quan một vòng, không nói gì nhiều hơn. Chỉ cần ở đây là vì khách hàng thấy được cái cái sự đầu tư và cái sự làm việc rất là nhanh gọn, rất là bài bản của bên công ty. Rồi, xin mời cả nhà. Hiện tại thì ở đây là hạ tầng rất là tốt nha cả nhà. Thì nói tới nó lui hoài nhiều khi nó cũng không có hay, nhưng mà thật sự là hạ tầng được làm rất là nhanh và rất là đẹp, rất là bài bản luôn. Thì một lát thầy Nhân sẽ nói về những cái tiêu chí để mà mình khi mà quyết định mua một cái bất động sản. Nếu như cái giá của cái khu Bella Vista này so với tất cả những cái khu dân cư khác tại thị trấn Đức Hòa hoặc là của huyện Đức Hòa thì không có khu nào mà cái giá nó cạnh tranh bằng cái khu này. Bởi vì khách hàng lên mạng, chỉ cần lên mạng mình rõ thôi, mình Google mình rõ thì những cái dự án tại huyện Đức Hòa thì mình sẽ so sánh được cái giá. Thì những cái dự án khác nó rơi vào tầm khoảng rẻ nhất cũng khoảng từ 8 triệu mét vuông trở lên, và có những cái dự án thậm chí nó khoảng 16, 18 triệu, và có một cái dự án cái giá nó rất là cao, cực kỳ cao, đó là một cái dự án nằm bên đường tỉnh lộ 10 cũng thuộc của thị trấn Đức Hòa, là cái giá 28 triệu một mét vuông, và hiện tại cái khu đó bây giờ cũng đã được giao dịch hết, không còn một cái lô đất nào hết. Thì bây giờ Nhân xin nhắc lại là cái giá ở đây nó rất là cạnh tranh, thì công ty bán với cái giá nó tầm khoảng từ 6,5 triệu cho tới 8 triệu một mét vuông, thì nó tùy vị trí, và cái đó là Nhân sẽ tính cái giá chung của một cái lô đất và những vị trí đất trong đây. Và khi mà mình mua rồi đó thì công ty còn chiết khấu, rồi có tặng vàng này kia đó, hoặc là phần quà này kia đó cả nhà. Nhưng mà quan trọng nhất là nếu như mình mua khu này là cái giá nó khoảng 6,5 triệu tới 8,5 triệu, và mình trả luôn thì được công ty chiết khấu 5% trên tổng giá trị của một cái nền đất, thì nó rơi vào tầm khoảng chừng 6 triệu một mét vuông thôi, những cái lô thường. Còn những cái lô đẹp thì khoảng 8,5 triệu một mét. Nhân nói đùa xíu thôi nha cả nhà. Bữa nay cái em mà quay phim á, quay cho Nhân á, thì em nó khen Nhân sao bữa nay đẹp trai quá. Có đẹp hay không? Cái đó là cũng được khách hàng mình tự cảm nhận nha. Rồi thôi nó chơi nó đùa chứ đừng ném đá Nhân. Thì Nhân nói chuyện ngoài lề một chút xíu. Có những cái khách hàng dạo này á nhắn tin Zalo cho Nhân rất là nhiều, Zalo hoặc là Facebook, nhưng mà nhiều nhất là Zalo. Thì khi mà kết bạn với Nhân rồi á, tại vì nếu như mình có cái hình đại diện á cả nhà, thì mình sẽ biết được là đàn ông hay là đàn bà, rồi cô hay là chú bác, kiểu như vậy đó. Còn có những cái khách hàng, các anh chị á thì không có để hình avatar, cho nên là không có biết được, để hình cây cối này kia không à, thì không có biết được là bao nhiêu tuổi, rồi không có biết được là anh là chị hay là cô là chú, cho nên là cũng rất là khó nói chuyện. Và Nhân cũng nói luôn là Nhân năm nay là sinh năm 91, tính tuổi Tây là 28 tuổi, còn tuổi ta là mới 27 tuổi thôi. Quá thấy cưng, quá dễ thương luôn không cả nhà. Thì còn nếu như á, Nhân mà đi ra ngoài đường hoặc là Nhân gặp khách hàng này kia thì Nhân nói 35 tuổi ai cũng tin hết, nhưng mà thật sự sinh năm 91 là tân mùi nha cả nhà, 28 tuổi rồi còn rất là trẻ. Thì nếu như cả nhà mình nhắn tin Zalo cho Nhân thì ai lớn tuổi hơn Nhân thì cứ xin anh chị, hoặc là lớn hơn nhiều thì cứ xưng là cô chú, thì Nhân trả lời lại nó cũng dễ nữa. Còn khi mà nhắn tin đó, cái ví dụ như là cũng lớn tuổi rồi, cái chào bạn thì Nhân cũng không biết là ai, cho nên là cũng khó là xưng hô, khó là nói chuyện lắm nha cả nhà. Ví dụ như chị chào Nhân, anh chào Nhân, hay cô chào Nhân, chú chào Nhân, thì lúc đó Nhân sẽ trả lời nó dễ hơn cho Nhân nữa, và nói chuyện nó cũng dễ hơn nha cả nhà. Rồi thì bây giờ Nhân sẽ nói về những cái tiêu chí để mình chọn dự án. Thì khi mà mình đi mua đất ở trong một cái dự án thì mình có tất cả là 13 tiêu chí. Nhân có ghi lại 13 tiêu chí ở trong điện thoại, thì bây giờ Nhân chia sẻ luôn. Đầu tiên là tên dự án, thứ hai là chủ đầu tư, thứ ba là quy mô dự án, thứ tư là vị trí dự án, thứ năm là liên kết vùng cộng tiện ích, thứ sáu là tiện ích dịch vụ, thứ bảy là cơ sở hạ tầng, tiến độ dự án, thứ tám là quy cách xây dựng, thứ chín là giá, thứ 10 là phương thức thanh toán và hình thức thanh toán, thứ 11 là pháp lý, thứ 12 là thời gian nhận sổ, thời gian nhận nền. Và cái cuối cùng là cái tiêu chí thứ 13, đó là chính sách trước và sau khi bán hàng. Thì bây giờ đầu tiên là tên dự án là Bella Vista, và cái thứ hai là chủ đầu tư là tập đoàn Trần Anh Group. Thứ ba là quy mô dự án. Quy mô dự án thì hiện tại bây giờ đợt 1, đợt 2 là nó rơi vào tầm khoảng để gọi là nó 40 hectare, và tiếp tục đang mở rộng cái chỗ nhân đứng đều thêm 20 hectare nữa, và khoảng 1.500 nền đất, nhưng mà hiện tại công ty bán chỉ khoảng 300 nền thôi, và cuối năm nay sẽ quay lại. Cho nên bây giờ kể từ hôm nay nếu như mình mua dự án thì cuối năm nay là nhân bảo đảm chắc ăn 100% mình sẽ có lời, không biết là ít hay là nhiều thôi, nhưng mà chắc chắn là sẽ có lợi. Bởi vì công ty bây giờ bán khoảng 6,5 triệu tới 8,5 triệu một mét vuông, nhưng sau này cuối năm này công ty quay lại bán ít nhất cũng phải từ 8 triệu tới 10 triệu cả nhà, bởi vì lúc đó cái hạ tầng nó hoàn thiện rồi. Và cái thứ tư là cái vị trí của dự án. Thì vị trí của dự án của mình là nằm tại khu công nghiệp Đức Hòa 3, thì nó giáp ranh với Củ Chi, nó chỉ cách một cái con kênh thôi, gọi là kênh Thầy Cai. Thì mình đi thì mình đi đường tỉnh lộ 8 của Củ Chi, nó rất là nhiều đường đi. Thì một lát thì Nhân sẽ chỉ trên cái sơ đồ cho cả nhà cùng được xem ha. Vị trí. Và cái thứ năm là liên kết vùng tiện ích. Thì là liên kết vùng ở đây là mình từ ngoài cái dự án của mình, mặt tiền đường lớn là đường tỉnh lộ 823. Thì từ đường tỉnh lộ 823 đó mình đi qua đây nó khoảng 1,5 cây, gần 2 cây số đó cả nhà. Thì tỉnh lộ 823 nó nối dài đi về các tỉnh miền Tây, hoặc là đi về bên phía cửa khẩu của Campuchia, hoặc là đi ngược về Sài Gòn, nó rất là nhiều hướng đi, rồi đi về Bình Dương cũng được. Cái thứ sáu là tiện ích dịch vụ. Tiện ích dịch vụ thì hầu như là trong cái khu này nó quy hoạch theo cái kiểu là trong đây là nó có trung tâm thương mại, rồi có hồ sinh thái để mà nó thoáng của cái khu của mình, và có chợ, rồi có trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi có bệnh viện trong khu này luôn, rồi hầu như tiện ích nó có. Và bây giờ cái đó là cái quỹ đất nó có sẵn hay cả nhà, còn bây giờ tiện ích xung quanh thì nó có rất là nhiều. Một lát Nhân giới thiệu cho cả nhà. Cái thứ bảy là cơ sở hạ tầng và tiến độ dự án. Thì cơ sở hạ tầng là bây giờ công ty đang làm, và tiến độ dự án là khi mình từ ngày mình ký hợp đồng trong vòng 3 tháng là công ty sẽ trả hạ tầng, trả mặt bằng cho mình. Và cái thứ 8 là quy cách xây dựng. Thì video trước Nhân có nói rồi, ở đây là xây dựng tự do 100%. Ví dụ là mình muốn xây nhà cấp 4 cũng được, một trệt một lầu cũng được, một trệt 2 lầu, 3 lầu cũng được, thoải mái vô tư nha cả nhà, không có ràng buộc, không có ép buộc gì hết, cứ xây tự do, muốn xây như thế nào mình xây thế đó. Và cái thứ 9 là cái giá. Thì cái giá từ 6,5 triệu cho tới 8,5 triệu một mét vuông tùy vị trí. Cái thứ 10 là phương thức thanh toán. Phương thức thanh toán ở đây là bây giờ mình có 2 hình thức. Một là nếu như mình trả luôn 95% của giá trị lô đất là mình sẽ được chiết khấu 5% trên tổng giá trị lô đất. Còn nếu như mình trả góp thì mình trả 50%, còn 50% mình góp trong vòng 6 tháng, bởi vì ở đây 1 năm nó có sổ rồi. Và cái pháp lý thì ở đây hiện tại đã có 1/500 và sổ sách là trong vòng 1 năm sẽ có cho mình, và trong hợp đồng sẽ bên chủ đầu tư sẽ cam kết cho mình nếu như 1 năm mà không có ra sổ cho khách hàng là sẽ bị phạt như thế nào, nó có đầy đủ rõ ràng trong hợp đồng hết. Và thứ 12 là thời gian nhận sổ, thời gian nhận nền là Nhân mới vừa nói xong luôn. Nhận sổ là trong vòng 1 năm sẽ nhận, còn thời gian nhận nền là từ ngày mình ký hợp đồng 3 tháng sau này sẽ nhận. Và cái tiêu chí cuối cùng 13 là chính sách trước và sau khi bán hàng. Tức là trước khi bán hàng thì cả nhà mình là mua trong ngày mở bán là mình sẽ được ngoại trừ cái tiền mà mình được chiết khấu 5% thì mình sẽ được chiết khấu vàng thì nó 2-3 chỉ gì đó. Trong ngày mở bán thì mình sẽ có thông tin chính thức, còn bây giờ thì nó chưa có nha cả nhà. Và sau bán hàng thì quý vị khách hàng mình sẽ được là, ví dụ như mình xây dựng thì bên công ty đã có sẵn giấy phép xây dựng cho mình rồi, mình về là mình chỉ xây thôi, mình không cần xin giấy phép xây dựng nữa. Rồi nếu như mình mua mình muốn ký gửi bán lại thì sẽ ký gửi thẳng vào công ty hoặc là ký gửi lại những các bạn sale để bán hàng cho cả nhà mình. Và nói chung là sau khi mình mua rồi mình được chăm sóc khách hàng rất là tốt, muốn xây ở cũng được hoặc là muốn buôn bán này kia thì sẽ có người hỗ trợ cho cả nhà mình. Rồi, và là nói cuối cùng thì Nhân nhờ cả nhà mình hãy ủng hộ Nhân bằng cách là mình bấm một nút like trên video cho Nhân, và có thể bấm nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau của Nhân một cách trọn vẹn nhất. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.